Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh một con mực ống các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Hình ảnh về một con mực ống các bạn này, rất là to luôn. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Về phần mực thì mình sẽ sử dụng đến phân loại màu hồng các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho cái phần con mực của mình ngày hôm nay. Và mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho phần thân trước nha. Mình sẽ gọt bút chì nha mọi người. Và đây là phần loại màu hồng để tô cho cái phần đuôi mực. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến cái phần thân mực nha, bằng màu sắc đó là màu hồng các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần đầu nhé. Và phần râu của mực ống của mình nha. Phần loại tranh này thì các bạn có thể tô nhiều lượt để lấy màu đậm, hoặc là tô mạnh tay để lấy màu đậm nha. Và tiếp theo thì mình sẽ tô đến cái phần râu mực tiếp theo của mực ống. Và đây là những phần loại mực, mấy cái râu ngắn mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ tô tiếp tục đến và tiếp tục tô xong cái phần râu dài. Tiếp tục thì mình sẽ tô lên những cái phần râu mực tiếp theo để hoàn thành cho bức tranh của mình với màu sắc đó là màu hồng các bạn nhé. Đây là phần râu mực dài nha các bạn. Tiếp tục.
Mình đã hoàn thành xong các bức tranh hình ảnh một con mực rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh một con mực các bạn này, đã được mình hoàn thành bởi một sắc là màu hồng. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh một con mực ống này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.